cả nhà. Mình thử cái máy mới mình nha cả nhà. Hình ảnh rất rõ nét luôn cả nhà. Máy này sau này mình làm máy này cả nhà, còn máy kia trên kia vẫn còn nằm đó. Để mình quay thử dọc nha cả nhà. Mình về thử một vòng đưa xe mình đi luôn. Mình kết thúc video này nha cả nhà, video ngắn này thử máy nha cả nhà.